này của Trần Ngọc An. Đúng rồi.
cầu rất hay của Trần Ngọc An. Điểm 12-17. Rất may mắn. 16-18.
27. Một điểm số nữa thì đôi. Ôi giời ơi, đã bị xịt. Hai tình huống giống nhau. 30 là sẽ thắng nha mọi người. Thủ rất lì. Rất chủ động tìm lưới nhưng mà thiếu lực. Một pha cầu đầy ý đồ rất đáng tiếc. Số nữa. Chiến thắng cho cặp đôi trẻ. Một trận đấu rất hay.